Phòng thu ngôi sao mới giúp giọng ca bạn tỏa sáng như sao. Chào các bạn, mình là Khang. Năm nay mình 20 tuổi, mình đến từ Nghệ An. Mình vào thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm rồi. Mình được rèn luyện ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Mình đam mê nghệ thuật và yêu thích ca hát. Mình đã từng đi giao lưu hát ở khắp nhiều nơi, nhưng mà mình cảm thấy bản thân mình chưa phát triển lắm. Và rất là may mắn được Ekip Ngôi Sao chọn làm ca sĩ. Và ở đây mình đã phát triển bản thân mình rất là nhiều. Từng nốt chữ, câu nặng, dấu nặng, dấu ngá. Từng nốt cao mình được rèn luyện rất là bài bản. Mình hy vọng sắp tới mình và Ekip Ngôi Sao sẽ ra những sản phẩm mới để phục vụ các bạn. Và mong các bạn ủng hộ bản thân mình và cũng như Ekip Ngôi Sao mới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.